Đột quỵ là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến tử vong cao. Những năm gần đây, Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người tử vong do đột quỵ đứng hàng đầu, vượt trên cả bệnh tim mạch. Tuy vậy, số người nắm về những yếu tố nguy cơ của đột quỵ hay hiểu cơ thể mình có nguy cơ đột quỵ hay không còn rất thấp. Theo thống kê của các tổ chức y tế thế giới, Việt Nam có tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ đứng trong nhóm đầu của thế giới. Con số thể hiện là có khoảng 220 bệnh nhân bị đột quỵ trên khoảng 100.000 người dân. Đó là tỷ lệ rất lớn. Còn theo thống kê của Việt Nam thì hàng năm ước chừng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm và trong đó có 50% ca có nguy cơ tử vong và tử vong. Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế tuyến cuối. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của Bệnh viện Bạch Mai là tiếp nhận những trường hợp bị bệnh nặng ở các bệnh viện tuyến cơ sở chuyển lên. Do vậy, đặc điểm của những bệnh nhân bị đột quỵ hầu hết là những ca nặng và nguy cơ diễn tiến nặng bất cứ lúc nào. Trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày nhận từ 40 đến 60 ca bệnh, hầu hết là ca bệnh nặng. Có những ca bệnh người ta được đánh giá là nhẹ nhưng có nguy cơ nặng lên là bất cứ lúc nào. Đột quỵ hay cách nói khác là tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Hiện tượng đột quỵ xảy ra khi các mạch máu não bị vỡ hoặc tắc nghẽn, khiến dòng máu lên nuôi não bị gián đoạn, ngưng trệ. Lúc này, các tế bào trong não sẽ nhanh chóng ngừng hoạt động nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời. Người bệnh cũng phải đối mặt với các di chứng về khả năng vận động, tàn tật, thậm chí tử vong. Trường hợp may mắn được cứu sống, sức khỏe của người bệnh cũng bị suy giảm nặng nề. Bệnh nhân có thể bị tê liệt, mất khả năng ngôn ngữ, một phần cơ thể cử động yếu, thị lực giảm. Trong cái nhóm về mặt đột quỵ thì nó có gồm có hai cái thể bệnh chính. Thể bệnh thứ nhất là thể bệnh nhồi máu não, có nghĩa là mạch máu não nó bị tắc và gây ra tổn thương trên não. Và nguyên nhân thứ hai là chảy máu não, hiểu nôm na có nghĩa mạch máu chúng ta bị vỡ ra và gây ra gọi là chảy máu não. Vậy nguyên nhân trong cái nhóm bệnh nhân nhồi máu não thì nguyên nhân hay gặp nhất đó là căn nguyên tim và căn nguyên sơ vữa mạch não. Và đối với trẻ nó thì căn nguyên hàng đầu đó là do tăng huyết áp gây ra. Đối tượng tầm độ tuổi bệnh nhân bị đột quỵ của chúng ta thì chúng tôi thấy rằng các nghiên cứu đã chỉ ra tuổi càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng cao. Tuy nhiên đối với nhóm bệnh nhân mà độ tuổi trẻ thì vẫn có rất không ít những bệnh nhân bị đột quỵ và độ tuổi này là độ tuổi chính để tạo ra cái giá trị cho xã hội và cái sự ảnh hưởng của đột quỵ đối với nhóm bệnh nhân này thì rất là cao. Chính vì vậy nên chúng tôi những năm gần đây thì các hội đột quỵ trên thế giới người ta tập trung rất nhiều vào cái nhóm bệnh nhân người trẻ mà bị đột quỵ để xác định thứ nhất là hướng điều trị tích cực nhất, tìm xác định các nguyên nhân để gây đột quỵ để đưa ra cái chiến lược điều trị hiệu quả nhất cho nhóm bệnh nhân này. Có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, bao gồm các yếu tố không thể thay đổi và các yếu tố bệnh lý. Yếu tố không thay đổi gồm tuổi tác, giới tính, tiền sử gia đình. Bên cạnh những yếu tố không thể thay đổi, còn có các yếu tố về bệnh lý, gồm tiền sử đột quỵ, đái tháo đường, bệnh tim mạch, cao huyết áp. Thực ra là mình cũng phải phân tích rõ lại là cái dấu hiệu đột quỵ của nó là như thế nào. Thứ nhất là chúng tôi thường hay là trên bando, trên áp phích, chúng ta thường thấy là cái dấu hiệu mà cảnh báo đột quỵ, đó là cái dấu hiệu là FAST. Cái dấu hiệu FAST đấy thì nó bao gồm những cái yếu tố như nào. Thứ nhất là FACE, tức là đầu tiên là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân cười hoặc là yêu cầu bệnh nhân nhe răng xem là một bên miệng nó có bị lệch hơn không, một bên miệng có bị khó chịu hơn, có bị chịu xuống hay không. Cái thứ hai là A là arm, là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân giơ hai tay lên để xem một bên tay thì nó có bị dao động hơn hay không, hay một bên tay có bị rơi xuống hay không. Cái chữ thứ ba là chữ speech, tức là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân nói một cái câu đơn giản hay nói một những cái từ lặp lại đơn giản để xem cái giọng nó có bị khó khăn hơn không, hay là bệnh nhân không thể nào nói được không. Và cái cuối cùng là chữ T là time, nghĩa là time is brain, tức là ngay lập tức là chúng ta phải gọi ngay đến các cơ sở y tế để đưa bệnh viện, để đưa bệnh nhân tới các cái cơ sở y tế ngay lập tức. Tôi vừa vệ sinh đánh răng rửa mặt xong thì thấy hiện tượng người là bên phải chân phải tay phải mất cảm giác, mồm nói hơi ngọng, cho nên tôi đoán là bị đột quỵ. Tôi gọi con cháu đưa đi bệnh viện Bạch Mai ngay. Nói chung vào viện là được các bác sĩ rất tận tình và rất là kịp thời để chuẩn đoán cũng như là điều trị thuốc cho tôi rất là hợp lý, cho nên điều kiện của tôi hồi phục rất nhanh. Hậu quả của đột quỵ gồm có liệt, yếu, mất cảm giác nửa người, mất thăng bằng cơ thể, đi đứng không vững, không diễn tả được ý nghĩ, lời nói, không hiểu chữ viết và lời nói người khác, ăn nuốt khó khăn, giảm thị lực, không nhìn được phía nửa người bị liệt, không kiểm soát được trí nhớ, suy nghĩ giảm, không tự chăm sóc được. Trên các cái nghiên cứu ở trên thế giới thì người ta luôn nói là dự phòng
còn hơn là dự phòng hơn là chữa bệnh. Chúng ta thấy rằng là nghiên cứu khoảng 80% đột quỵ não ở trên thế giới là có thể dự phòng được. Và trong cái ngày đột quỵ thế giới của năm 2022 vừa rồi là ngày 29 tháng 10 năm 2022 thì người ta đã đưa ra một số thông điệp về dự phòng đột quỵ não. Tôi xin tóm tắt lại. Thứ nhất, đó là chúng ta phải kiểm soát cái huyết áp ở mức độ ổn định. Chúng ta phải biết được cái chỉ số huyết áp của chúng ta là bao nhiêu. Chúng ta phải uống thuốc huyết áp đều và dự phòng và uống và dự phòng các cái biến cố của bệnh lý huyết áp. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm soát đường máu. Chúng ta phải biết được cái chỉ số HB1C, cái chỉ số của đường máu lúc đói của chúng ta. Thứ ba là chúng ta kiểm soát tốt các vấn đề về rối loạn mỡ máu. Ngoài ra thì còn các cái vấn đề như là hút thuốc lá, là chúng ta phải ngừng hút thuốc lá và kể cả hút thuốc lá chủ động hay hút thuốc lá thụ động. Chúng ta kiêng không uống các rượu, bia và các chất kích thích. Chúng ta nên tập thể dục thường xuyên và tập thể dục nhiều hơn. Và chúng ta phải tránh căng thẳng, tránh stress, tránh lo âu. Có thể nói, hiện nay với mức độ con số bị đột quỵ ngày càng gia tăng báo động, thì nhiệm vụ của các nhân viên y tế, đặc biệt là các bác sĩ chuyên ngành đột quỵ ngày càng phải nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ, nâng cao tinh thần nhận biết đột quỵ của bệnh nhân để bệnh nhân được điều trị sớm nhất.